Thưa quý vị, theo kết quả mới nhất của chỉ số môi trường kinh doanh Business Climate Index BIC từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm, các doanh nghiệp châu Âu đã kết thúc năm 2021 với tinh thần tích cực và lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam. Hơn một nửa lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu hiện đang dự đoán sự ổn định và tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm 2022, tăng 8 điểm so với kỳ trước, trong khi đó chưa đến 1/5 dự đoán sự suy giảm. Con số này gần như đã giảm một nửa kể từ kết quả báo cáo cuối cùng. Các doanh nghiệp cũng tin tưởng hơn về triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ bình thường mới này. Do đó, 43% có kế hoạch tăng đầu tư vào quý đầu tiên của năm 2022 so với chỉ 17% 3 tháng trước. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 02 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Mục tiêu kế hoạch nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.